Xin kính chào tất cả các bác. Chào mừng các bác đến kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Vâng, trong ngày hôm nay thì em lại lên sóng cho các bác một mẫu xe Sirius. Một chiếc xe đến từ thương hiệu Nhật Bản, một chiếc Mitsubishi Xpander. Phân khúc MPB. 2019 phiên bản số sàn, động cơ 1.5. Sơn xi màu trắng rất đẹp các bác nhé. Xe chạy chuẩn 3.8. Một chiếc xe tư nhân chính chủ rất ít sử dụng. 2019. 25 và mỗi năm chạy vạn rưỡi, hơn vạn rưỡi một chút xíu thôi. Mang biển kiểm soát 14A 39349. Một chiếc xe không taxi dịch vụ. Vâng, trên dòng xe này được trang bị phanh đĩa ABS hai bánh trước thôi nhé. Đấy, hai túi khí, gương kính chỉnh điện, xi nhan tích hợp trên gương, sơn xi nguyên bản, máy số zin, nó màu trắng rất là đẹp, các bác. Đó, cái đường gân G ghép lối này các bác này. Rất khớp. Xe thì có hạn đăng kiểm đến tháng 12/2021. Mitsubishi Xpander. Táp ly 4 cánh đẹp như mới. Cột kèo đinh bấm răng rượt zin nguyên bản. Ốc bản đề đây các bạn này. Đó. Táp lô táp ly sạch sẽ. Đầu đài nguyên bản. Vô lăng đẹp như mới. Xe trang bị chìa khóa điện, hai túi khí, một túi khí trên vô lăng và một túi khí cho phía bên phụ. Táp lô táp ly sạch sẽ, trang bị cả thảm trải đúng Xpander luôn các bác nhé. Mitsubishi. Điều hòa hai dàn, trần lì nguyên bản, nội thất ghế da nguyên bản. Vâng, với mức giá đề xuất là 482 triệu đồng thì bên em bao rút hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho các bác. Bác nào muốn đúng chất mẫu xe này thì nhanh tay nhấc máy gọi điện cho em Khánh theo số điện thoại 0917165240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này cũng như hai dàn chỉnh độc lập các bác nhé. Đó, em đảm bảo với các bác về chất lượng chiếc xe này. Các bác chỉ việc cân đối về giá thôi. Cột kèo đinh bấm zin nguyên bản hết, không taxi dịch vụ. Phía sau vẫn là phanh tăng trống các bác nhé. Phanh đĩa ABS hai bên trước. Bốt của lốp thì tương đối đều nhau, còn 6-70%. Mitsubishi Xpander mang biển kiểm soát Quảng Ninh. Hình củ ấu. Đó, bác nào mà mới xem video của em lần đầu thì nhớ ủng hộ em bằng cách like, bấm nút đăng ký kênh màu đỏ hoặc bấm vào nút chuông để được cập nhật những mẫu xe mới nhất về điện thoại các bác mà em đưa lên. Vâng, bác nào thì chưa quyết định mua xe, chỉ xem tham khảo thì cũng cho em xin một lượt đăng ký. Việc mua một chiếc xe thì cũng lên xem tham khảo làm sao cho nó phù hợp với mình. Đó, 7 chỗ ngồi, 8 người cả lái các bác nhé. Khá là rộng rãi. Phía sau này có ngăn để đồ này các bác nhé. 482 triệu đồng. Giá cả thì vẫn có thể thương lượng. Mitsubishi Xpander trong những dòng xe là hot nhất 2019 và 20. Phải nói là nó khá đẹp, nó rất hợp lý. Sơn xi sạch sẽ đẹp đẽ các bác nhé. Sơn zin nguyên bản, máy số zin, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện. Đây là phần cảm biến lùi, đèn ba, hệ thống đèn mí này các bác này. Đó, zin nguyên bản.
Mọi người, sau đây em sẽ tiến về phần nội thất cho các bác xem này. Đó, một đô 3,8 vạn. Máy nổ quá êm các bác nhé. Trang bị động cơ 1.5. Đấy, âm thanh rất hay. Trang bị động cơ 1.5, các bác lưu ý cho em là nó sẽ rất tiết kiệm nhiên liệu. Động cơ của Toyota Innova là 2.0 các bác nhé. 1.5 thì 5 đến 7 lít thôi các bác. Đó, sợi điều hòa rất mát. Giấy gương, giấy kính đầy đủ. Đó. Đầu đài, đầu CD nguyên bản. Cắm USB thẻ nhớ các bác nhé. Đó, cắm USB thôi. Đó. Trang bị 5 cấp số. Số lùi là số móc các bác nhé. Các bác phải móc tay vào đây. Để đến phía trước và đồng cấp với số 1. Đó, để em xem mà chiếc xe này chuyển động với trang bị động cơ 1.5 thì có êm ái hay không. Đó, ui rất khỏe các bác nhé. Đó, rất nhẹ nhàng, em sẽ hơi nhả côn thì nó đã nhích lên rồi. Em thử đi lên số tiến cho các bác xem này. Đó, không cần hơi nhả côn nữa nhé, không cần ga nhé, chỉ đâu có nhé, chuyển động êm, máy bốc, phần xi nhan, phun nước gạt mưa đầy đủ, vô lăng các bác này, vô lăng đi rất ít các bác nhé, mỗi năm chỉ chạy hơn 1,5 vạn thôi, vô lăng quá đẹp, thôi thì nó cũng xứng đáng thôi, vì nó là dòng xe lướt mà các bác, gương kính chỉnh điện. Kính thì em bao test cho các bác nhé. Hoạt động trơn tru đầy đủ. Vâng, sau đây em sẽ tiến về phần khoang máy cho các bác xem này. Máy nổ quá êm. Gần như trên video là không nghe thấy tiếng máy nổ các bác nhé. Đây là phần tem mác sản xuất này các bác này. Mitsubishi Xpander. 1.5. Quá tiết kiệm nhiên liệu. Các nào kết hợp chạy gia đình dịch vụ thì quá là ok các bác nhé. Đấy, em vẫn đang để điều hòa các bác nhé. Đây là cụm chia ABS, thành đĩa ABS chống bó cứng, chống trơn trượt. Máy nổ siêu êm, máy móc zin nguyên bản. Phòng máy rất là gọn gàng. Em đang để điều hòa nên là quạt gió nó hoạt động thôi nhé. Máy móc thì khô ráo sạch sẽ rồi. Tầm này mà đã dỉ dầu thì vứt đi các bác nhé. Máy móc khô ráo sạch sẽ, không đâm va tai nạn. Ốc quản đề này vuông đét. Nắp capo zin nguyên bản. Những cái dòng xe đời mới thì đã trang bị trục cam biến thiên. Nên là khi vòng tua cao thì cái lượng oxy vào trong buồng đốt nó vẫn đủ để được đốt hết nhiên liệu các bác nhé. Không dư thừa nhiên liệu cho nên là mặc dù động cơ trang bị động cơ 1.5 nhưng tải được một chiếc xe đăng ký 7 chỗ ngồi, tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, vừa rồi thì em đã lên sóng giới thiệu tới các bác một chiếc Mitsubishi Xpander có năm sản xuất 2019 phiên bản số sàn, động cơ 1.5, với mức giá đề xuất là 482 triệu đồng. Vâng, 482 triệu đồng thì bên em bao hồ sơ và hỗ trợ vận chuyển toàn quốc cho bác.
bác nào vào đúng chất mẫu xe này thì nhấc máy liên hệ cho em Khánh theo số điện thoại 0917162240 hoặc kết bạn Zalo với em để biết thêm chi tiết về chiếc xe này, cũng như có thể đến trực tiếp cửa hàng để trải nghiệm xem xe và lái thử. Cùng em xin được kết thúc video ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bác đã đồng hành ủng hộ kênh ô tô cũ giá rẻ Duy Khánh. Xin chúc các bác luôn mạnh khỏe, cuộc sống thật nhiều niềm vui và luôn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.